trường hợp giảm cân ngoạn mục khiến người xem kinh ngạc. Và trước khi vào video chi tiết thì cho mình hỏi, bạn thuộc tuýp người nào sau đây? Mũm mĩm, mảnh mai hay là hơi gầy? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới các bạn nha. Và có bao giờ bạn nghĩ rằng cân nặng con người có thể lên đến con số hơn nửa tấn hay không? Nghe đã thấy khó thở rồi phải không nào? Béo như thế thì giảm cân đến bao giờ và bằng cách nào được? Vậy thì hãy cùng đó đây khám phá về những người mập nhất trên thế giới. Họ đã giảm cân như thế nào? Lột xác ngoạn mục ra sao các bạn nha? Màn lột xác của chùm ăn uống Yang Soobin. Là cô gái nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc, Yang Soobin còn vô cùng nổi tiếng ở các nước châu Á nhờ vào các video thú vị về ăn uống, dạy trang điểm sinh động trên kênh YouTube của mình. Soobin còn gây ấn tượng bởi thân hình mập mạp lên đến hơn 100 cân. Có lẽ vì loạt clip ăn uống vô tội vạ mà cân nặng của cô gái này mới khủng đến như vậy. Đỉnh điểm vào năm 2018, cô nặng tới 138 cân. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ thông báo lượng mỡ trong cơ thể là 70 cân, khiến Soobin có thể đối mặt với căn bệnh béo phì cùng những vấn đề sức khỏe vô cùng nghiêm trọng, cô nàng đã quyết tâm giảm cân và không có gì là không thể. Nhờ tinh thần quyết tâm chăm chỉ tập gym và điều chỉnh lại chế độ ăn mà Yang Soobin còn có màn lột xác siêu bất ngờ. Và sau đó, Soobin đã chia sẻ hình ảnh mới nhất sau khi giảm được 25 cân trên trang cá nhân, khiến nhiều người vô cùng là ngưỡng mộ. Được biết là để có thân hình thon gọn như hiện tại, nữ YouTuber đã phải đánh đổi nhiều thứ từ sự nghiệp đến thời gian. Và theo những gì Soobin chia sẻ, thì nguyên tắc chính trong chế độ giảm cân của cô chính là lượng calo nạp vào ít hơn lượng calo đốt cháy. Cô ăn với liều lượng vừa đủ, hạn chế tinh bột, tăng cường đạm, rau xanh, nói không với ăn đêm, ăn tối muộn, tránh để cơ thể tích mỡ và không có đủ thời gian tiêu hóa cùng với các bài tập chuyên sâu và kết hợp tập tạ. Thỉnh thoảng thì cô gái này cũng tham gia lớp tập aerobic, thường xuyên đi bộ, chạy bộ quanh nơi ở và lần gần nhất tiết lộ về cân nặng của mình, cô nàng cho biết rằng mình đã giảm được 55 cân so với ngày xưa. Emotional damage. Ngay sau khi chia sẻ thông tin này, cô đã nhận được hàng chục ngàn lượt biểu tượng cảm xúc của dân mạng. Họ để lại rất nhiều bình luận ngạc nhiên cùng với những lời chúc mừng cho cô nàng. Màn lột xác ngoạn mục ít ai biết của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Thực tế, nếu không có một cuộc chia sẻ công khai trên sóng truyền hình thì chẳng mấy ai biết được chàng ca sĩ điển trai này đã từng có quá khứ sở hữu một ngoại hình quá khổ đến như vậy. Từng có thời điểm, anh đã nặng tới 110 cân, với thân hình thừa cân đồ sộ khiến ai nấy cũng đều phải choáng váng. Anh chia sẻ rằng đó là những ngày học cấp 3 vô tư hồn nhiên, anh thậm chí còn được bạn bè gán cho biệt danh là Tuấn Béo. Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Và quá trình giảm cân của anh bắt đầu từ khi sang Mỹ du học. Vốn có sở thích ăn uống nên anh chàng Tuấn Béo ngày ấy không thể kìm được lòng với tất cả những món ăn ngon vì đồ ăn ở đó chứa rất nhiều chất béo, ví dụ như là bơ sữa, xúc xích. Và thậm chí anh còn khủng hoảng vì cứ một tuần lại tăng lên 3 cân. Nhận thức được bản thân đang ở trong tình trạng quá tải, anh quyết định sẽ quyết tâm luyện tập và ăn kiêng để giảm cân, để có được vóc dáng cân đối với ngoại hình không thua gì tài tử như hiện tại. Hà Anh Tuấn đã phải trải qua một giai đoạn giảm cân khốc liệt, từ 110 cân xuống còn 70 cân, tiêu diệt 40 cân chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Và thành quả đáng ngờ này khiến bố mẹ anh và cả những người xung quanh không thể nào tin nổi. Amazing, good job em. Chia sẻ về bí quyết giảm cân của mình, Hà Anh Tuấn cho biết rằng không có bí mật nào cả, ngoài quyết tâm cao độ bằng hai cách, chạy bộ và một chế độ ăn uống hợp lý. Thực đơn trong suốt 3 tháng của Tuấn Béo chỉ có sáng 100g bánh mì đen, trưa một ly nước trái cây và tối một đĩa salad. Anh tuyệt đối không ăn thịt heo, đặc biệt là chạy bộ hàng ngày từ quãng ngắn 1km, 2km đến 5 đến 10km. Cứ thế anh chạy đều đặn mặc kệ mùa đông hay là gió rét. Và kết quả là sau 90 ngày căng thẳng năm ấy mà công chúng có được một ca sĩ Hà Anh Tuấn lãng tử ngời ngời như ngày hôm nay. Vừa đẹp trai, vừa hát hay nhẹ nhàng tâm lý, lại con nhà giàu, làm đốn tim biết bao nhiêu người. Màn lột xác gây sốc. Giảm cân thì có rất nhiều phương pháp như là ăn kiêng, tập gym hay là uống thuốc chẳng hạn. Thế nhưng chàng trai người Thái này lại chọn cho mình một cách khiến ai nấy đều phải ngã ngửa, đó là phẫu thuật cắt dạ dày. Cũng là một trong những nạn nhân của béo phì, anh chàng này nặng đến 155kg. Với thân hình phì nhiêu và màu mỡ thì tất nhiên là ai cũng vô cùng tự ti và chán nản. Mặc dù anh chàng này đã thử qua mọi cách như là uống thuốc, tập thể dục v.v. nhưng đều bất lực mà cân nặng lại càng ngày càng đi lên. Vì vậy anh đã quyết định nhờ đến một phương pháp giảm béo nhanh chóng, đó chính là phẫu thuật thắt dạ dày. Nhưng may mắn là ca phẫu thuật của anh chàng đã thành công và sau khi phẫu thuật 1 năm, anh đã có màn giảm cân ngoạn mục.
cân nặng giảm đáng kể và khuôn mặt của anh cũng thon gọn và đẹp trai hơn, sáng sủa hơn rất nhiều và nhiều người đã không còn nhận ra anh chàng béo phì ngày nào nữa. Tuy nhiên, bàn về điều này thì cũng có ý kiến cho rằng nên chọn phương pháp giảm cân một cách tự nhiên và an toàn hơn. Giảm cân thành công hay không là do ý chí và quyết tâm của bản thân, điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt, kiên trì rồi ắt sẽ có ngày thành công. Tuy chậm nhưng sẽ chắc chắn và an toàn hơn rất nhiều so với việc phẫu thuật cắt dạ dày như vậy. Hành trình giảm cân ngoạn mục của nữ y tá. Đối với nhiều cô gái, giảm cân là một hành trình đầy khó khăn, nhưng cũng có thể là do bạn chưa tìm được ra động lực mà thôi. Như câu chuyện của cô gái có tên Thiến Thiến tại Trung Quốc này chẳng hạn, cô đã có màn lột xác ngoạn mục khi thay đổi ngoại hình một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, động lực chính của nữ y tá 25 tuổi này là do bị bạn trai đá vì là quá béo. Thiến Thiến là một nữ y tá làm việc tại một bệnh viện ở Đại Giang Đông. Cô được nhiều người gọi là hot girl y tá bởi ngoại hình xinh đẹp với vóc dáng cực chuẩn. Hình ảnh xinh đẹp hiện tại, ít ai biết được rằng Thiến Thiến trước đây là một cô nàng vô cùng mập mạp, đã thế lại còn đen đúa và không có gì nổi bật cả. Lý do cho tình trạng thừa cân này là vì khi ấy Thiến Thiến rất thích ăn. Cuộc sống của cô chỉ trở nên có ý nghĩa khi được ăn thỏa thích. Biểu hiện cụ thể là ngày nào cô cũng ăn tới 6 bữa chính, chưa kể còn ăn khuya. Lớn lên một chút, khi bạn bè đã bắt đầu biết trưng diện thì cô nàng lại chỉ thích ở nhà. Mặc dù vẫn có bạn trai, nhưng tình trạng ăn ngủ của Thiến Thiến chẳng có chút gì thay đổi cả. Và kết quả đó là cô nàng càng ngày càng mũm mĩm hơn. Cùng với đó là quá khổ so với những người đồng trang lứa. Cuối cùng thì không thể chịu nổi tình trạng bạn gái mình như vậy, bạn trai của Thiến Thiến đã nói lời chia tay. Sau cú sốc thất tình, Thiến Thiến lại còn phải chịu thêm nhiều đả kích khác khi đi thực tập tại bệnh viện. Thân hình quá khổ khiến cô nàng khó nhọc tìm được một bộ đồng phục vừa với người. Chưa kể đến việc các đồng nghiệp còn hùa nhau trêu Thiến Thiến rằng nếu như thế thì chăm sóc bệnh nhân kiểu gì. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Quá là buồn bã, Thiến Thiến đã quyết tâm thay đổi để những người từng làm tổn thương cô phải thay đổi cái nhìn của mình. Cô nàng bắt đầu khống chế việc ăn uống và kiên trì tập luyện. Kiên trì một thời gian, Thiến Thiến đã thành công giảm xuống còn hơn 50 cân, cùng với việc chăm sóc da, trang điểm và ăn diện. Từ một cô nàng mập mạp tự ti, Thiến Thiến đã trở thành một hot girl. Danh sách người theo đuổi của Thiến Thiến đã trở nên dài dằng dặc. Đặc biệt, bạn trai cũ, người đã từng bỏ cô lúc tồi tệ nhất cũng liên lạc, hỏi han và hẹn cô đi chơi. Và tất nhiên, không ai lại đi vào vết xe đổ của mình. Tuy nhiên, sau trường hợp của cô gái này, chúng ta cũng nhận ra một điều, rằng bản thân mỗi người nên nghiêm khắc với chính mình, rèn luyện cho mình một lối sống lành mạnh. Trước hết sẽ giúp chúng ta có thân thể khỏe mạnh, vừa vặn, và nhờ vậy tinh thần cũng tích cực và tốt hơn lên. Bạn nào cũng mong muốn bản thân luôn cân đối, thì comment ngay hai cái chữ mạnh khỏe xuống phía bên dưới các bạn nha. Màn giảm cân của Arya Permana. Tại Indonesia từng có một cậu bé khiến mọi người phải hoảng hốt vì cân nặng của mình, đó là Arya Permana. Cậu sinh sống ở tỉnh Tây Java. Vào thời điểm Arya chỉ mới 11 tuổi, cân nặng của cậu đã lên tới 190 cân và được mệnh danh là cậu bé béo nhất trên thế giới. Cái tên Arya Permana lần đầu tiên được biết đến khi mà video quay lại cảnh cậu bé này nghịch nước ở hồ bơi trong thời tiết nắng nóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khi những hình ảnh của Arya xuất hiện trên truyền thông, cộng đồng mạng đã hết sức kinh ngạc khi thấy đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi lại di chuyển khó khăn và cần dụng cụ hỗ trợ như là một ông cụ. Và hậu quả của việc sở hữu thân hình quá béo là Arya bỏ lỡ phần lớn chương trình học ở trên trường. Cậu béo đến mức không thể rời khỏi giường và chỉ có thể nằm một chỗ. Ngoài lý do về cơ địa thì Arya bị mắc thêm chứng thèm ăn từ lúc 5 tuổi. Cậu ăn rất nhiều và có thể ăn gấp 3, gấp 4 lần những đứa trẻ khác. Có thể nói rằng việc Arya trở nên béo phì một phần là do những thói quen xấu của cậu bé và đã được cha mẹ chiều chuộng quá mức. Cậu chỉ nằm trên ghế sofa hoặc trên giường và hưởng thụ đồ ăn, xem điện thoại mà không chịu ra ngoài vận động. Vậy mới thấy rằng nếu phát hiện bản thân có thói quen xấu nào thì chúng ta nên cảnh giác và sửa đổi nó ngay lập tức để tránh trường hợp để lâu khó giải quyết các bạn nha. Yes. Đến năm 2017, cha mẹ cậu bé bắt đầu lo lắng về tình trạng cân nặng của con mình và quyết định thực hiện phẫu thuật cắt dạ dày để giải quyết tình trạng béo phì của Arya. Sau phẫu thuật thì cân nặng của cậu giảm từ hơn 20 cân chỉ trong 3 tuần. Dù đã phẫu thuật nhưng để giảm cân hiệu quả thì bản thân cậu bé vẫn phải duy trì chế độ ăn kiêng và siêng năng luyện tập thể dục thể thao. Với sự cố gắng đáng nể, sau 4 năm nỗ lực, Arya đã giảm được tới hơn 100 cân và hiện nay cậu bé chỉ nặng hơn 80 cân mà thôi. Màn lột xác ngoạn mục của Amber Rusty. Amber Rusty là một cô gái đến từ Mỹ. Do mắc phải chứng thèm ăn nên từ khi mới lên 5 tuổi thôi thì cân nặng lên tới 70 cân rồi. Kể từ đó trở đi, cân nặng của cô nàng người Mỹ càng ngày càng tăng lên một cách chóng mặt. Oh my God. Có thời điểm đỉnh cao, cô còn nặng tới 272 cân.
Cô thừa nhận rằng mặc dù biết rằng mình là gánh nặng của gia đình, là sự thất vọng của cha mẹ, thế nhưng cô không thể nào ngừng ăn được. Đau lòng hơn nữa là vì ngoại hình quá khổ mà Amber thường phải chịu ánh mắt soi mói của rất nhiều người. Đặc biệt, trong một lần đi du lịch cùng với cha mẹ, do chiếc xe lăn chuyên dụng của Amber đã bị gãy nên là cha cô phải dùng hẳn chiếc xe đẩy hàng để vận chuyển cô con gái cưng lên máy bay. Và hình ảnh ngày hôm đó đã thu hút sự chú ý của rất đông người có mặt tại sân bay. Nhiều người liên tục đưa điện thoại lên chụp ảnh, quay video hình ảnh hai cha con Amber. Và kể từ sau chuyến du lịch đó thì cô thề sẽ không bao giờ đi máy bay thêm một lần nào khác nữa. Vì quá tuyệt vọng, chán nản với bản thân, lại cộng thêm lời cảnh báo của bác sĩ rằng nếu mà không giảm cân, cô sẽ không thể sống quá 30 tuổi. Vậy nên, cuối cùng, Amber đã quyết định thực hiện phẫu thuật loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể. Vào mùa thu năm 2015, Amber đã tiến hành phẫu thuật và kết quả đáng kinh ngạc khi cô giảm được 127 cân. Vẫn chưa hài lòng với kết quả ban đầu, Amber tiếp tục thực hiện các phương pháp ăn uống khoa học và tập luyện. Kết quả, cô gái trẻ đã tiếp tục giảm thêm được 54 cân. Tổng cộng, cô đã giảm được 181 cân. Quả là một kỳ tích đối với người nặng ký như cô. Với ngoại hình thon gọn hơn rất nhiều, giờ đây thì cô đã có thể lạc quan hơn rồi. Hành trình giảm cân của Donna Simpson. Donna Simpson là một người Mỹ sinh năm 1967. Cô từng có mong muốn trở thành một trong số những người nặng nhất trên thế giới với mục tiêu là 450 cân. Và để thực hiện quyết tâm của mình, Donna đã xây dựng một trang web riêng để mọi người có thể theo dõi những gì cô ấy ăn. Chắc hẳn, bạn đang thắc mắc rằng cô ấy không thể làm được gì vì lấy tiền đâu ra mà để mua thức ăn. Thế nhưng đối với Donna thì đây không phải là vấn đề. Mỗi tuần cô phải trả 500 bảng Anh, tương đương khoảng 145 triệu đồng cho việc mua thức ăn. Và số tiền này lấy từ lợi nhuận một trang web mà cô lập nên dành cho những người yêu cái béo. Và nhờ đó, cô kiếm được 60.000 bảng trên một năm, tương đương 1 tỷ 751 triệu đồng. Những nỗ lực tăng cân của cô cuối cùng cũng được đền đáp cho đến khi cô được ghi vào kỷ lục Guinness là một trong những người nặng nhất trên thế giới. Nhưng người mẹ nặng gần 320 cân và đã có hai người con này quyết định giảm cân sau khi chia tay người tình sắp cưới. Cô nói rằng cô không muốn các con phải chăm nuôi hay là tắm cho mẹ. Với mục tiêu ấy, cô đã giảm thành công 20 cân trong 2 năm kể từ khi đưa ra quyết định. Câu chuyện giảm cân ấn tượng của David Smith. Một câu chuyện giảm cân tuyệt vời khác đến từ người đàn ông đã từng nặng 285 cân, có tên là David Smith. Từ năm 2003, David đã quyết định giảm cân bằng cách đạp xe đạp và tập thể dục hàng ngày. Nhờ sự kiên trì và quyết tâm, 4 năm sau đấy, anh đã giảm được 180 cân và chỉ còn 105 cân. So với cân nặng ban đầu là 285 cân, anh từng chia sẻ rằng vì quá béo nên anh thường phải tới các gara ô tô để sử dụng các loại cân xe mới có thể biết chính xác được cân nặng của mình. Và cũng thật là may mắn khi mà David đã kết hợp với một DJ và cũng là một huấn luyện viên thể dục. Người bạn này đã đồng hành và giúp đỡ anh giảm cân thành công. Sau quá trình giảm cân này, David đã trở thành chàng trai vô cùng phong độ và thậm chí còn trở thành một huấn luyện viên thể thao giỏi. Khalid bin Mohsen Sari, chàng trai vàng trong làng giảm cân. Sari là một thiếu niên 17 tuổi đến từ Saudi Arabia. Cậu bé này đã trở nên nổi tiếng và từng được truyền thông thế giới gọi là thiếu niên béo nhất với cân nặng 610 cân. Vì quá thừa cân, Khaled đã phải nằm liệt giường 3 năm trời, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Cậu cũng phải đối diện với nhiều căn bệnh, thậm chí có nguy cơ mất mạng từ sớm. Tuy nhiên, câu chuyện của cậu lại bất ngờ được quốc vương nước đó chú ý và ra lệnh chính quyền phải giải cứu cậu bé này. Chính quyền quyết định đưa cậu bé đến bệnh viện để chữa bệnh béo phì. Tuy nhiên, điều ly kỳ nhất trong hành trình này đó là màn di chuyển cậu ra khỏi căn hộ từ trên tầng cao của chung cư trong hàng tiếng đồng hồ với sự hỗ trợ đắc lực của chiếc cần cẩu loại đặc biệt mua từ Mỹ. Và chính hình ảnh cậu bé khổng lồ ngồi trên cần cẩu đeo kính râm đã thu hút sự chú ý của đám đông lớn. Khaled sau đó được thực hiện phẫu thuật cắt mỡ thừa và điều trị bệnh tật hoàn toàn miễn phí. Và 3 năm sau khi được giải cứu, thân hình của cậu thiếu niên béo nhất thế giới ngày nào đã thon gọn lại rõ rệt. Và cái điều gây ngạc nhiên nhất phải kể đến hình ảnh mới của cậu sau khi trải qua cuộc phẫu thuật cuối cùng. Cậu đã hoàn toàn lột xác, giảm cân thành công rực rỡ và thân hình rất tiêu chuẩn của một người bình thường. Anh chỉ còn cân nặng 63 cân và trông còn mi nhon hơn cả những người ngồi cạnh mình.